có một con đường nối giữa các thế hệ người Việt Nam trong quá khứ đến hiện tại. Dù lắm chông gai và thách thức, nhưng nó đã đưa bao thế hệ vững bước đi lên để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Tổ quốc giao phó. Trong cuộc hành trình ấy, chúng tôi đã tìm thấy một nhân vật đặc biệt, và tại đây, kho lưu trữ hồ sơ mật của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, một lá cắt nhanh lộ diện một hình ảnh, một cuộc đời huyền thoại, một nhà tình báo hoàn hảo, với hai lần xây dựng thành công võ mộc, trở thành người thân tín của các ông trùm mật vụ trong hai cơ quan đầu não, Sở Nghiên cứu Chính trị và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng hòa trước 1975. Đó là một chiến sĩ cách mạng thành công trên cả ba vai trò: điệp viên xuất sắc, cán bộ tình báo giỏi và một chỉ huy có tầm nhìn chiến lược, là con át chủ bài của lưới tình báo A-36. Ông là tướng tình báo Đặng Trần Đức, tức Ba Quất, mà cuộc hành trình đầy gian nan khốc liệt của ông chúng tôi xin được gọi là con đường bí ẩn. Trung tâm Việt Nam Archive tại thành phố Lubbock, bang Texas là một trong số nhiều trung tâm lưu trữ trên khắp nước Mỹ được hình thành sau chiến tranh Việt Nam. Đây là nơi lưu trữ tài liệu và nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến đã trở thành vết thương hằn sâu trong lòng nước Mỹ, đã, đang và sẽ còn được nói nhiều trong những thập niên tiếp theo, bởi chính nó đã làm dập tắt niềm kiêu hãnh của nước Mỹ. Tác giả Neil Sheehan trong tác phẩm Sự lừa dối hào nhoáng đã thừa nhận: đây là cuộc chiến tranh tiêu cực đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Người Mỹ trở thành nạn nhân của chính mình hơn là của kẻ địch. Bài học cay đắng đó thật khó chấp nhận. Vì kể từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai đến thời điểm năm 1975, Mỹ đã trực tiếp tham chiến tại 10 quốc gia: Trung Quốc, Triều Tiên, Guatemala, Indonesia, Cuba, Congo, Peru, Lào, Việt Nam, Campuchia. Nhưng chưa ở đâu họ theo đuổi lâu dài, đổ quân đội và vũ khí ồ ạt như ở Việt Nam. Nhưng kết cục, Mỹ đã phải chịu thất bại nặng nề nhất, cay đắng nhất kể từ khi thành lập nước. Hơn 58.000 binh sĩ Mỹ chết trận, hàng chục vạn cựu binh bị thương, bị ám ảnh bởi hội chứng Việt Nam. Nói như tướng Taylor, một chiến lược gia quân sự Mỹ: trong suốt cả cuộc chiến tranh này, chúng ta, người Mỹ, không có một anh hùng nào cả. Chúng ta chỉ là những lũ ngốc. Giá như người Mỹ sớm nhận ra vấn đề này. Khi có dịp sang thăm Việt Nam, một trong những nơi mà nhiều thế hệ người Mỹ không thể bỏ qua là bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi trưng bày và lưu lại những dấu tích cùng những tội ác chiến tranh mà người Mỹ đã gây ra khi tham chiến tại Việt Nam. Người Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh này một cách sai trái, bởi vì nếu như người Mỹ thật sự quan tâm đến quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam, thì họ sẽ phải tập trung vào việc giúp đỡ để làm sao mà xây dựng được ở miền Nam này một chính phủ có chính danh, có chính nghĩa và được người dân ủng hộ. Nhưng họ đã không làm như vậy, mà ngược lại còn tập trung vào việc tiến hành một cuộc chiến tranh ở trên bộ, một cuộc chiến tranh vô nhân. Vào thời điểm Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954, khi hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm về nước lập nên nền đệ nhất Cộng hòa, người Mỹ đã không thể ngờ rằng, chẳng bao lâu sau đó, một lưới tình báo Việt Cộng được hình thành ngay trong Dinh Độc Lập, gồm những nhân vật quan trọng trong chính quyền Sài Gòn, như cố vấn đặc biệt của Tổng thống Vũ Ngọc Nhã, công cán ủy viên Bộ Chiêu hồi Lê Hữu Thúy, phụ tá Tổng thống Huỳnh Văn Trọng. Nhiều chính sách cũng như biến cố chính trị trong lòng nền đệ nhất, đệ nhị Cộng hòa đều được họ thu thập và chuyển ra Hà Nội trong thời gian sớm nhất.
Sau khi lên làm tổng thống, Ngô Đình Diệm đã ra sức củng cố chính quyền, thẳng tay đàn áp các phe phái đối lập. Sau 5 năm đệ nhất Cộng Hòa ra đời, sóng gió bắt đầu nổi lên. Đầu tiên là người Mỹ âm mưu đảo chính giả để cảnh cáo. Cùng lúc đó lại có một âm mưu đảo chính thật, trong đó có sự tham gia kích động của ông Ba Quốc. Ông Vương Văn Đông, ông coi cái phòng hành quân, mà ông là sĩ quan dù, ông dòm thấy là cái điều động mà bất thường này, mà ông cũng âm mưu đảo chính, ông là thuộc nhóm Đại Việt. Đấy. Thế còn cái nhóm khác nữa, thì bây giờ trong quân sự là như vậy là hai nhóm, một nhóm Nguyễn Chính Thi để làm cái đảo chánh giả, đảo chánh nhưng mà không có phải là lật để hù thôi. Còn cái đám kia là âm mưu làm thiệt. Nhưng mà cái của ông Nguyễn Chính Thi là làm sao? Chưa tới ngày thì cái đám này nó thừa cơ hội quốc trước. Cho nên có cái mâu thuẫn giữa cái đám ông Thi, giữa cái đám đảo chánh 60 đó là nó sự thiệt là nó muốn làm thật. Còn cái đám mà tính làm giả là cũng 60. Nhưng mà chưa kịp làm thì cái này nó hước tại trên nó làm. Cho nên thằng Thi là bị bắt buộc đi theo làm. Yêu cầu là có một cái chính phủ quân sự. Mục đích chính phủ quân sự là để cứu thằng Thi. Biết thằng Thi thất bại rồi. Vì Mỹ nó đưa thằng Thi tới đó rồi thôi, nhưng mà ngưng là chết. Thì muốn cứu nó thì bây giờ phải cái chính phủ quân sự. Thì mắt nó làm sao không biết, ông Diệm đồng ý. Ông Diệm mới gọi điện thoại cho ông Minh, yêu cầu ông Minh làm thủ tướng. Thì ông Minh từ chối, ông Minh ông khung. Ông từ chối, ông nói bây giờ có ông Tị là tổng tham mưu trưởng, đề nghị để cho ông Tị là xong cái đó rồi đó. Thì Ngô Đình Nhu mời bộ tham mưu của ông Minh đi ăn cơm với bộ tham mưu của ông. Thì ông muốn làm quà với ông Minh. Bắt đầu từ đó ông Diệm không còn quyền Ngô Đình Nhu hết. 2 năm sau, khi dưới âm có cuộc đảo chính, Dương Văn Đông, Nguyễn Chánh Phi vừa phạm lắng, thì một âm mưu đảo chánh mới lại bắt đầu. Đó là vụ đánh bom Dinh Độc Lập năm 1962 do hai phi công Nguyễn Văn Cử, Phạm Phú Quốc thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Cử là con trai Nguyễn Văn Lực, một lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, bị Ngô Đình Diệm bỏ tù vì chống đối chính phủ. Nhiều năm sau đó, Nguyễn Văn Cử đã biện minh rằng chính sách đối xử của ông Diệm với các đảng phái đối lập là động cơ của cuộc tấn công này. Rằng ông Diệm đã không dồn sức chống cộng mà chỉ chăm chăm vào việc duy trì quyền lực của gia đình. Đầu năm 1963, những mâu thuẫn về tôn giáo trong chính sách cai trị của chế độ Ngô Đình Diệm vốn âm ỉ từ trước lại có dịp bùng phát khi chính quyền cấm treo cờ Phật giáo trong ngày Phật đản tại Huế. Quần chúng Phật tử đã bao vây tỉnh tòa Thừa Thiên để phản đối quyết định này. Quân đội Sài Gòn đã thẳng tay đàn áp, khiến 8 Phật tử tử vong cùng nhiều người khác bị thương. Hành động nói trên đã châm ngòi cho một phong trào đấu tranh rộng lớn trên toàn miền Nam của Phật tử. Đỉnh điểm là hành động tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngày 11 tháng 6 năm 1963. Mặc dù đã được báo trước 3 ngày về vụ việc, nhưng chính quyền Sài Gòn vẫn ngoan cố cho rằng đó chỉ là một sự đe dọa, nên không cần phải nhân nhượng với Phật giáo. Chính sách đàn áp Phật giáo cùng chế độ cai trị mất lòng dân, tham nhũng và việc Ngô Đình Diệm chủ trương độc lập với Mỹ đã khiến người Mỹ không hài lòng. Họ âm thầm chuẩn bị một kế hoạch thay ngựa giữa dòng. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính do Trung tướng Dương Văn Minh cầm đầu đã nổ ra. Quân đảo chính nhanh chóng chiếm lĩnh các cứ điểm quan trọng, đồng thời chốt chặt các cửa ô dẫn vào thành phố để đề phòng lực lượng trung thành của Ngô Đình Diệm từ ngoại vi về giải về. 4 giờ sáng ngày 2 tháng 11, quân đảo chính mở cuộc tấn công vào Vịnh Gia Long. Nhưng dù đã lục soát khắp mọi ngõ ngách, họ vẫn không tìm thấy hai anh em Ngô Tổng thống. Trước đó, Ngô Đình Diệm, Nhu đã kịp thoát ra ngoài theo đường hầm bí mật đến lánh nạn tại nhà thờ Cha Tam, nhưng đã bị phát hiện. Ngay sau đó, một phái bộ do đích thân tướng Dương Văn Minh chọn và đoàn quân này đã tiến về phía nhà thờ. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi cửa chiếc xe bọc thép M113 mở ra, anh em họ Ngô đã nằm gục trên vũng máu, thân mình chi chít vết đạn.
cái chết của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã đặt dấu chấm hết cho nền đệ nhất Cộng Hòa. Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Mỹ, đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân đã tố cáo người Mỹ âm mưu đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, rằng bất cứ cuộc đảo chính nào cũng không thể thành công trừ khi được người Mỹ hậu thuẫn. Mỹ muốn thay thế Ngô Đình Diệm bằng một chính thể mới biết nghe lời họ, nhưng rốt cuộc lại mở ra một giai đoạn lịch sử đầy hỗn loạn, rối ren sau này. Nhân vật được nhắc nhiều trong giai đoạn 1963-1965 là Đại tá Phạm Ngọc Thảo thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một nhà tình báo chiến lược của miền Bắc Việt Nam cài vào, đạo diễn hàng loạt vụ đảo chính dung chuyển chính trường miền Nam, xúi dục Trần Kim Tuyến âm mưu đảo chính tháng 9 năm 1963, làm tùy viên báo chí của phe đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. Tháng 2 năm 1965, ông dàn dựng cuộc đảo chính Nguyễn Văn Thiệu và bị lộ, bị kẻ thù sát hại. Ông Võ Văn Kiệt sau này kể lại: "Tôi thấy Phạm Ngọc Thảo quá khó khăn nên tìm anh để đưa về chiến khu. Nhưng anh bảo vẫn còn khả năng đảo chính thành công để ngăn chặn đế quốc Mỹ định đưa quân viễn chinh vào miền Nam, cản trở kế hoạch ồ ạt đổ quân vào Đà Nẵng cuối tháng 5 1965. Một điệp viên khác là Phạm Xuân Thỉnh, nhà báo rất có uy tín của hãng thông tấn Reuters tại Sài Gòn, cũng gián tiếp tham gia các cuộc đảo chính ở miền Nam. Ông là người mà tất cả phe phái đều tin cẩn hỏi ý kiến trước khi thực hiện các bước đi chính trị của mình. Những cái âm mưu đảo chính này kia đó, thì tôi đều dính vô, phải là dính vô trực tiếp ủng hộ. Nhưng mà họ mời tôi lại, ví dụ như vậy, hay là họ hỏi ý kiến. Những người đó ví dụ như là Đám Nguyên Nhân Minh muốn ra ứng cử, ông mời tôi lại nói chuyện. Hay là ví dụ như Đám Nguyễn Cao Kỳ, hay là cái Đám Đại Việt, nó âm mưu đảo chính hay cái gì đó, thì nó ngồi nó thảo luận, nó hỏi, vì nó biết là tôi biết. Đấy. Góp ý kiến, tôi khuyên nên hay là không nên. Trở lại câu chuyện về Phạm Ngọc Thảo, một điệp viên huyền thoại, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ ông Lê Duẩn, có nhiệm vụ tác động đến sự thay đổi chế độ, tầm quan trọng sánh ngang sức mạnh của một đạo quân. Sau ngày giải phóng, khi ông được truy phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người ta mới trả lại tên cho ông và mới biết ông là ai, như nhận xét của ông Trần Bạch Đằng. Các nhà tình báo thông thường có nhiệm vụ giấu mình, thu thập tin tức chuyển về trung tâm. Riêng Phạm Ngọc Thảo đi thẳng vào hàng ngũ kẻ thù, tung hoành hoạt động vì Tổ quốc cho tới tận lúc hy sinh, trường kỳ mai phục và độc lập tác chiến. Anh là nhà tình báo đặc biệt có 102 trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. 3 tháng sau ngày đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ, Sài Gòn lại trải qua một cuộc binh biến mới. Ngày 30 tháng Giêng 1964, được sự ủng hộ của Mỹ, tướng Nguyễn Khánh thực hiện một cuộc chỉnh lý cướp quyền, tự xưng là Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, kiêm Tổng tư lệnh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp đó, Nguyễn Khánh phế truất chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ và lên làm Thủ tướng. Để củng cố quyền lực, Nguyễn Khánh ban hành Hiến chương Dũng Tạo, tự trao cho mình chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, kiêm Quốc trưởng, kiêm Thủ tướng, kiêm Tổng tư lệnh, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lần lần thì tụi tôi thấy rằng ở trong miền Nam này cái gì Mỹ nó cũng giành hết. Là một ông tổng thống mà lôi thôi mà không làm theo ý nó thì bị phế ngay. Mà cô biết rằng ở miền Nam này, nếu tôi nói ra là tất cả người ngoại quốc họ đếm, họ nói lại với tôi, không biết. Tất cả là có khoảng 14 lần đảo chính. Đó là gì? Đó là người Mỹ họ muốn tìm một người để làm theo ý của họ. Hiến chương Vũng Tàu đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các đảng phái và quần chúng. Các cuộc biểu tình chống Nguyễn Khánh nổ ra khắp nơi. Trước áp lực của dư luận, tướng Nguyễn Khánh buộc phải tuyên bố hủy bỏ Hiến chương Vũng Tàu và thành lập cơ chế Tam Đầu Chế, Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, để chia sẻ quyền lực cho các tướng Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm. Kể từ khi quân lực lên nắm chính quyền sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm,
tình hình chính trường miền Nam Việt Nam càng xấu đi, chính phủ ngày càng tỏ ra mất lòng dân. Để trấn an dư luận, các tướng lĩnh đã thành lập một chính phủ dân sự thay thế. Ngày 26 tháng 10 1964, Thượng Hội đồng Quốc gia được triệu tập và bầu kỹ sư Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng, chỉ định Trần Văn Hương làm thủ tướng. Nhưng chính quyền của Thủ tướng Trần Văn Hương cũng chỉ tồn tại được đến tháng Giêng 1965 thì bị lật. Chính phủ của Thủ tướng Phan Huy Quát được dựng lên thay thế, nhưng cũng chỉ được đến tháng 6 năm đó thì đổ. Giai đoạn chính phủ dân sự lên nắm quyền ở miền Nam Việt Nam cũng kết thúc từ đây. Tôi nghĩ là cái thất bại đó khởi đầu ngay từ năm 1963, khi mà Tổng thống Diệm bị đảo chính và bị giết chết trong cuộc đảo chính đó. Với tư cách là sử gia, tôi tin rằng ông Diệm bị gạt ra và bị giết chết vì ông Diệm lúc đó đã bắt đầu tìm kiếm một giải pháp trung lập hơn giữa những người Việt Nam với nhau. Bởi vì ông Diệm không muốn nhìn thấy nửa triệu quân Mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Ông Diệm muốn có một giải pháp đối với những người cộng sản. Ông Diệm đã bị gạt ra và bị giết trong một cuộc đảo chính do CIA giàn dựng, và sau đó Hoa Kỳ lập tức chịu trách nhiệm lập hết chính phủ này đến chính phủ khác làm sao đấy. Cuối cùng, họ tìm ra được một chính phủ sẵn sàng nghe lời họ và làm theo ý họ. Đó là chính quyền của ông Thiệu. Nhưng mà cái chính quyền của ông Thiệu không có chính danh gì đối với người dân cả. Chính phủ của ông Hồ Chí Minh đối với người dân bình thường có cái chính danh đó. Và đấy chính là một ví dụ về thói ngạo mạn của Hoa Kỳ. Sau khi Thủ tướng Phan Huy Quát tuyên bố giải tán chính phủ, cùng với việc tướng Khánh bị truất quyền tháng 2 năm 1965, quyền lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa được chuyển vào tay Liên minh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ trên cương vị là Quốc trưởng và Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 9 năm 1967, được sự hậu thuẫn từ phía Mỹ và lực lượng Đảng Dân Chủ do chính mình thành lập, Nguyễn Văn Thiệu đắc cử Tổng thống, tuyên bố thành lập nền đệ nhị Cộng Hòa. Như vậy, sau rất nhiều cuộc đảo chính, xáo trộn trên chính trường miền Nam, cuối cùng, người Mỹ cũng đã tìm ra được một liên minh mới, chịu nghe lời Mỹ và làm theo ý người Mỹ. Nhưng, liên minh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ do người Mỹ gò ép lại để tránh sự xâu xé trong nội bộ chính quyền Sài Gòn cũng nhiều phen trở thành đối nghịch, khiến chính trường miền Nam không phút giây nào được yên tĩnh. Nói về cái ý của người Mỹ giữa Nguyễn Văn Thiệu lên là tổng thống và Nguyễn Cao Kỳ phó tổng thống. Nói là tất cả cái cơ chế của nó đây. Thì tôi nắm được cái tình hình, mà nhất là cái này là ông có bỏ đi, nhưng mà mình phải lấy nguyên bản. Điểm khác nhau cơ bản giữa một người lính ra trận và một nhà tình báo ra trận chính là ở chỗ có hay không đồng đội mình bên cạnh. Vượt qua sự đơn độc, hiểm nguy, các điệp viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với niềm tin, như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã nói với Phạm Xuân Ẩn khi bắt đầu vào nghề tình báo, cứ yên tâm công tác, đảng và nhân dân sẽ công bằng chấm công khi hy sinh. Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức giờ đây đã không còn đơn độc. Nhưng những thời khắc khi ông phải một mình đối mặt sinh tử thì không thể nào quên. Lúc đảo chính dồn dập ở miền Nam, ông thoát cảnh tù và quen biết với Ngô Tấn Nghĩa, thành viên đảo chính. Sau nhiều nỗ lực xây dựng lại vỏ bọc, ông về phủ đặc ủy Trung ương tình báo trong sở giao tế dân sự. Không lâu sau đó, ông bị bắt buộc đợt thanh lọc nội bộ bằng máy phát hiện nói dối, và ông đã bình tĩnh vượt qua thử thách này để tiếp tục tồn tại cho đến ngày bị lộ vào tháng 5 1974.